Mít nha. Quá đã. Nấu ăn nó nặng quá. Gì? Nó nặng quá. Chôn được trăm mít. Ê ơi. Sơn sắt. Ổi nữa. Quá trời luôn. Rồi thu hoạch nhiêu đủ rồi? Cái mặn nữa mà chưa có trái. Ô, trái quá chừng mà. Thì mấy em này trước sau gì cũng lên đường thôi. Măng cầu nữa nha. Quýt nữa nha. Chuối nữa nha. Trứng cá nữa nha. Quá trời, trái cây hết. Rồi con mập này nó khi không nổi luôn, trời ơi. Nhìn lại vô đây mập. Hello Ben. Hello gấu. Về nhà mẹ có nhiêu đêm hết vô Sài Gòn các bạn. Để làm gì? Con trai cưng của mẹ mà hớp hết. Ồ, trong đây gà nữa. Tối nào làm thịt gà đây. Bày luôn. Yeah. Ha. Anh về một tháng là ủa mấy em này gà nhỏ. Gà chưa lớn. Mấy con này chút chéo vậy. Gà con gà to. Trời, anh này gì con. Thôi á. Thôi. Anh thuê cho mấy em á. Đợi mấy em lớn này, anh xử. Này vậy. Đi vô đây chứ. Anh không xách cho bé anh ngồi. Trời. Chú vậy? Chú ngồi á. Xử luôn.